보니까 땡기래. 이건 코리안 내 나중에 이제 한국에 가서 먹으면 아 왜 잘 먹어? 아스 가서 먹으면 되지. 올라오세요. 나오신 나오세요. 200m 앞에서 좌회전입니다. 와, 왜 너희 좀 세고? chồng mình rủ vào quán thịt nướng ăn ăn còn mình lại đi ăn món Thái cơ, đồ phố của Thái. Đi ăn thịt nướng ra sang bên Thái Lan ăn thịt nướng của Hàn Quốc. 이거 그냥 저기 이제 간단하게 식사 하려고. 고기를 시키는 게 기본이고. 근데 고기 지금 와서 아직. 아빠 얼굴 찍어도 되나?
ค่ะร้อนๆเลยค่ะบนเตามีร้อนๆนะคะกับจะต้องหลับอย่างนี้นะคะมันหมดเลยมันหมดเลยไปเลยค่ะเพื่อนอ่ะโมก你中我是过来弄汤呀，你什么也不知道，你眼睛。Chợ đêm về mua được có từng này đồ thôi. Xoài này, dưa hấu này, đây là chè. Chè có nóng hổi, chè nóng nhãn. Mọi người ăn xoài nhé. Mình đang ăn ở trong phòng, mua về phòng, mình mua về khách sạn ăn đó. Đây là cái nước chấm, nước sốt để chấm xoài. Wow. Trong này nó keo keo vào này, chắc là ở dưới là đường hay sao ấy, mình thấy nó là quá, ui mùi nó vẻ cay. Để mình thử ăn xem thế nào. Chưa ăn đã chảy nước miếng rồi mọi người nhá. Mọi người nhìn này, ui ở dưới nó keo đặc, nó đặc thịt. Wow, chắc là đường, mình đoán là đường. Con gái đang nằm ở trong, đang nằm trên giường kia. Mọi người miếng nha. Thèm xoài. Xoài nó không chua, nó bị ngọt, nó ngọt. Mà cái này
nước sốt này ăn, nước chấm ăn nó sao ta? Mình ăn lại miếng nữa. Nó có thường là bố đó sốt xưa à? Ngọt mặn mặn chua chua cay cay. Ủa để ăn thế bố. Ngọt mặn chua cay đủ đủ vị luôn. Ăn không quan. Con chào cô chú chưa? Ngon, xoài ngon, chua 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 ngọt, không xoài nó không phải làm ngọt, ngọt ngọt sắc, nó chua chua ngọt ngọt. Nước này cũng được, nước chấm này. Ngon. Có bên Thái Lan chỉ phải ăn hoa quả mọi người. Hoa quả rất là nhiều. Hầu như là có quanh năm ấy. Bây giờ sắp vào vụ sầu riêng nữa. Nhưng mà sầu riêng cũng đắt. Mình thì không thích ăn sầu riêng cho lắm. Một cái túi này là bao nhiêu tiền nhỉ? Mình mua là 40 bạc. Thì mình không biết là tính ra tiền Việt Nam bao nhiêu. Cả cái túi này cũng là 40 bạc luôn này. Hai túi là 80 bạc. Không biết tính tiền Việt Nam là mất bao nhiêu tiền. Sáng nay mình nhà mình đi cả ngày, lượn ở trong chỗ trung tâm mua sắm. Mệt. Mệt như người. Buổi chiều về khách sạn nhận phòng tầm 2 giờ. Thì nhận phòng xong mình nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi đến hai đứa nhà mình mới xuống bơi, nhận phòng xong hai đứa mình xuống hồ bơi, nó bơi một chút xong nó lên. Lên xong nghỉ ngơi được tiếng 2 tiếng, 6 giờ. 6 giờ đi ra ngoài ăn. Ăn xong rồi đi lượn. Đi xem ngắm chợ đêm. Giờ về ngồi ăn này. Ăn nữa không con? Cái này không cay lắm. Hơi dê dê. Nó lọc lọc có keo lại. Chua chua. Mình ăn. Mua cái này mà quên không xin cái thìa. Không ăn được gì đây. Dưa hấu mà. Đây cũng là dưa hấu luôn. Dưa hấu xay. Người ta bổ miếng to thế này mà. To bằng cái mặt của mình. Ngọt. Nhỏ rất ngọt. Ngon hơn nhỉ? Này nó cũng bị quay. Oh my. Con gái khoe. Hôm nay đi mua được cái túi. Đang khoe. Mua được cái túi. Ưng ý, thích. Nó ngọt. Đem vào cho tủ lạnh nhá. Ăn nấm mát hơn tận ruột.
Ừ. Uống không quá. Cho hết đi. Ồn no quá. Ăn miếng dưa hấu mà đã no rồi, nó bụng. Còn cái túi này không biết là giải quyết kiểu gì mà. Tại vì không có thìa thúc xúc ăn thì ăn kiểu gì đây. Mình quên không xin cái muỗng. À. Bye bye mọi người nhé. Video hôm nay mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Chào cô chú đi con. Chào ông bà cô chú. Nói đi cứ nói đi. Con chào ông bà cô chú đi. Đang nằm ở giường. Bye bye mọi người.